Em không thấy Trâm Anh nhà mình đáng yêu hả? Lúc nào cũng biết yêu thương quan tâm người khác như vậy á, thì Trâm Anh nhà mình á sẽ được mọi người yêu thương mà em. Vậy thì sao? Vậy thì ngồi đó đợi cho người ta ban phát lòng tốt, ban phát tình yêu thương hả? Rồi lúc nó gặp khó khăn thì sao? Rồi nó giơ cái nụ cười duyên dễ thương đáng yêu ra hả? Cuộc sống này không hề đơn giản như vậy đâu anh. Không có một khả năng gì hết là con chim bồ câu sẽ bị bắn chết đó. Không không không, ai mà đã bắn chết con chim bồ câu xinh đẹp chứ? Mấy đứa ăn thịt chim. Trời ơi, mấy đứa ăn thịt chim á thì sẽ bị con đại bàng á mổ nát cái đầu luôn. Đây là 10 dấu vân tay của con, để ba cất vài hoa hồng cho con nha. Dạ. Ba ơi, bộ người ta thích bắn chim bồ câu lắm mà ba. Trên đời này á, ai cũng yêu thương chim bồ câu hết á. Vì chim bồ câu á là biểu tượng của hạnh phúc, của hòa bình. Ai mà bắn chim bồ câu á hả, là người đó sẽ không còn hạnh phúc nữa. Mà trên đời này á, làm gì có ai không muốn hạnh phúc, đúng không con? Dạ. Ủa, nhưng mà con là chim bồ câu, vậy mẹ có còn thương con không ba? Trâm Anh à, con là hạnh phúc của ba mẹ, nên con sẽ mãi là chim bồ câu đẹp nhất thế gian này. Trâm Anh, tại sao con không ăn đồ ăn ngủ con? Chị hai, Trâm Anh nó no lắm rồi chị, đừng ép nó nữa, tội nghiệp. Con không ăn cơm thì làm sao có sức mà học? Con không tự ăn hết chén cơm đó thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa. Nhưng mà con no dữ lắm rồi. Không muốn ăn đúng không? Bắt đầu từ ngày mai nhịn đói. Mẹ. Gái, vô đây cho mẹ, khỏi ăn nữa. Mẹ. Lợn con, đừng có buồn nữa mà. Dạ. Bộ mẹ hết thương con rồi hả cậu? Không phải đâu, mẹ không thương con á thì mẹ thương ai? Nhưng mà sao mẹ thương con, mẹ cứ la con hoài vậy? Không phải vậy đâu, chắc là do mẹ chưa biết cách nói thôi. Mình thương thì mình cứ nói ra, sao lại không biết cách nói? Chắc là tại mẹ bận quá nên là mẹ không có nhớ được. Khi nào mẹ nhớ ra, mẹ sẽ nói với con, được không? Dạ, mà khi nào mẹ nhớ lại cách thương con, mẹ sẽ thương con giống như cô hiệu trưởng ở trung tâm, đúng không cậu? Ủa, cô hiệu trưởng ở trung tâm thương con lắm hả? Dạ, cô Hân thương con lắm. Cô Hân hay chơi với con, với các bạn nữa. Anh muốn giải thích cái gì? Giải thích tại sao trên áo của anh lại có cọng tóc của Gia Hân hả? Hay anh muốn giải thích tại sao anh lại lừa dối tôi đưa trong anh học ở trường của Gia Hân? Thẳng, anh cần phải giải thích. Sự việc trước mắt á là đúng là như em nói, nhưng mà sự thật thì không phải là như vậy. Chính em là người biết cách nhìn rõ số 6 và số 9 là ai hết mà. Giờ này mà anh còn lý lẽ với tôi nữa hả? Tôi thực sự quá là ngu ngốc khi nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp. Nhưng tôi không ngờ tất cả là lời nói dối của anh. Anh nói dối rất quen miệng rồi hả? Từ việc mua laptop tới việc lén lút gặp gỡ Gia Hân. Mới lên chức trưởng phòng, đi gặp gỡ người yêu cũ chắc thú vị lắm ha. Hả? Em chỉ giết đủ như vậy? Chưa đủ. Tôi nói vẫn chưa đủ. Bây giờ trong mắt anh, tôi tồi tệ lắm đúng không? Nghĩ sai cho anh, chỉ giết anh. Thậm chí anh từng nói, bây giờ tôi chỉ biết nói ra những lời xấu xí thôi mà. Long, cậu, cô Gia Hân mà ba mẹ nói có phải là cô hiệu trưởng trường con không? Tại sao ba mẹ lại cãi nhau tại cô Gia Hân hay là tại con? Không phải đâu, ba mẹ cãi nhau á là do biết cô hiệu trưởng là cô Gia Hân thôi. Nhưng mà cũng tại con. Cũng đúng, nhưng mà cũng không phải vậy. Con học ở đó là mẹ bắt mà đúng không? Nhưng mà tại con học dở nên mẹ mới bắt con đi học thêm. Nên là mẹ mới cho con vô học trường của cô Gia Hân. Ba mới gặp cô Gia Hân, rồi ba mẹ lại cãi nhau.
cũng tại con. Cha Minh ngoan nha, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chuyện của người lớn cứ để người lớn giải quyết đi. Còn bên mình á, phải đi ngủ nha, nha. Dạ. Yeah. À, về công chúa. Dừng lại, mẹ nói với con rồi, không được mang về cao gót. Nhưng mà đây là giày của công chúa. Mẹ đã nói rồi, giày cao gót không có tốt cho sự phát triển khung xương của con. Nhưng mà đây là điều ước của con mà. Má hơn là cô tiên biến điều ước thành sự thật đó mẹ. Con năn nỉ mẹ. Dạ Minh, không cần phải năn nỉ, mang vô cho ba. Dạ. Con mở món quà của mẹ ra trước đi, rồi mẹ nói chuyện sau. Dạ. Trâm Anh, ai cho con quăng sách? Không thích thì quăng thôi chứ sao. Ai dạy con cái thói hỗn láo quăng sách của người lớn như vậy hả? Anh dạy hả? Nhưng mà con không có muốn học. Suốt ngày không muốn học, không có một hoàng tử nào muốn lấy một công chúa ngu ngốc thì thất bại cả. Cô nói cái gì vậy hả? Tôi nói vậy đó, không được công chúa, không tiểu thư gì cả. Lụm xanh lên, học cho mẹ. Không. Cô thôi đi. Anh đang cố bảo vệ con hay đang cố bảo vệ đôi giày của Gia Hân? Đúng, tôi bảo vệ đôi giày đó, được không? Vì nó là thứ Trâm Anh ao ước. Còn mấy quyển sách kia thì sao? Tại sao cô bắt con phải học? Vì con cần học. Anh không biết tình hình học của con hả? Lẹt đẹt cuối lớp. Trâm Anh học dốt cũng được, đứng cuối lớp cũng được, miễn vui vẻ và hạnh phúc là được. Nó không cần biến thành cái máy nghe lời, hiểu chưa? Vui vẻ hả? Vui thôi, nhưng mà đừng có vui quá. Mẹ. Trâm Anh. Dạ. Mang giày vô cho ba. Dạ. Thôi anh, đừng thêm dầu vô lửa nữa. Để lại đi. Em đưa Trâm Anh ra ngoài, có gì gọi em nha. Nói thay. Lợn con, đừng có khóc nữa mà. Con mà cứ khóc vậy đó, cậu đau lòng lắm á. Có phải ba mẹ cãi nhau tại vì Trâm Anh học dở không cậu? Bậy. Ba mẹ chỉ giận nhau một chút thôi. Mà ba mẹ giận nhau vì... mà cũng không phải tại con đâu. Đừng có khóc nữa nha. Chuyện của người lớn phức tạp lắm. Bây giờ con chưa hiểu được đâu. Sau này á, lớn lên con sẽ hiểu ha. Thì lần cậu nói cho Trâm Anh biết đi. Trâm Anh mà không hiểu thì Trâm Anh sẽ hỏi Gia Bảo. Chuyện này cậu còn chưa hiểu được thì làm sao Gia Bảo hiểu? Cô ơi, làm người lớn có khó lắm không cô? Làm người lớn có hơi khó một chút xíu. Tại vì có rất nhiều chuyện mà người lớn phải làm. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất á, là người lớn phải yêu thương trẻ con. Giống như là cô Thanh Vi yêu thương Trâm Anh với lại các bạn trong lớp vậy. Trâm Anh sợ lớn lên phải làm người lớn hả? Dạ không, con sợ ba mẹ làm người lớn ba mẹ mệt. Bây giờ Trâm Anh chỉ cần ngoan ngoãn rồi mạnh khỏe với lại vui vẻ mỗi ngày thôi là ba mẹ hết mệt rồi. Nếu như mà cô nói vậy thì chỉ có một mình ba hết mệt thôi, mẹ vẫn còn mệt. Mình ước mình được ở đây hoài luôn. Mình không có muốn về nhà đâu. Về nhà ba mẹ toàn đánh nhau không ạ? Ai đánh ai? Mình không biết nữa. Nhưng ba làm gì sai hoặc là mẹ tức giận á là mẹ sẽ chặt cổ ba bằng tay không. Mẹ cũng ghê vậy. Ồ, mẹ tôi còn bắt cướp và xử lý những kẻ xấu luôn đó. Mình sợ lắm. Mà không sao đâu, ba cậu chỉ cần xin lỗi là được à. Nhưng mà hứa là phải xin lỗi thật lòng. Mà ba cậu sai hay mẹ cậu sai? Mình không biết nữa. Lần cậu bảo chuyện mình lớn phức tạp lắm. Mẹ phải làm sao á Trâm Anh? Mẹ về rồi. Mẹ đừng có giận con với ba nữa nha mẹ.
đi con. Mẹ lên đây ngủ với con. Lấy bạn cá heo ra nha. Dạ. Cho mình ngủ ngoan nha, mẹ đưa cho mình ngủ ha. Dạ. Lần cậu, ly dị là gì vậy? Nếu như mà ba mẹ ly dị thì con không được ở cùng ba mẹ nữa, đúng không lần cậu? Lần con ngoan, sẽ không sao đâu mà. Hay để con gọi ba về cho con nha. Dạ. Anh nghe nè Công. Alo, anh Lộc hả? Ba, ba về nhà với con đi ba. Ba xin lỗi, lúc này ba chưa thể về được. Ba đừng có ly dị với mẹ nha ba. Con muốn ở chung với cả ba lẫn mẹ. Trâm Anh à, con cho ba thời gian nha. Lúc này ba chưa suy nghĩ được gì hết. Ba hứa là khi ba suy nghĩ xong thì ba phải về với con đó. Ừ, ba hứa. Trâm Anh trả điện thoại cho cậu rồi đi ngủ nha. Ba xin lỗi, ba yêu con nhiều lắm. Con cũng yêu ba. Ba, ba về nhà với con đi. Ba con đang buồn á Trâm Anh. Sao ba buồn vậy? Ba buồn vì con học dở hả? Trâm Anh, con không có được nghĩ là người lớn buồn con tại con học dở. Cái chuyện con học dở hay giỏi nó không có quan trọng, con hiểu không? Vậy cái gì mới quan trọng vậy cô hai? Quan trọng là con biết yêu thương. Nếu như mà con yêu thương ai đó, con phải giữ người ta lại, không bao giờ buông. Giống như cô hai hay ôm Trâm Anh vô lòng. Trâm Anh cũng thương cô hai lắm. Nhưng mà ly dị là gì vậy cô hai? Hôm bữa ba mẹ cãi nhau, xong ba mẹ còn đòi ly dị nữa. Ai nói cho Trâm Anh nghe chuyện ly dị vậy ta? Có cô hai ở đây á hả, thì ba mẹ con sẽ không bao giờ ly dị, không bao giờ chia tay nhau đâu. Hai ơi, đừng nói linh tinh với Trâm Anh nữa có được không? Nhưng mà nếu như ba mẹ không ly dị thì tại sao ba lại qua nhà của cô hai ngủ? Hôm bữa ba mẹ cãi nhau rồi còn nói nhà ai nấy ở mà. Lần sau mà hai đứa bay gây lộn trước mặt Trâm Anh á, đừng trách hai nha. Trâm Anh ngoan nha, chuyện tối hôm qua á, cho ba xin lỗi nha. Ba mẹ đừng có ly dị thì Trâm Anh tha lỗi hết. Trâm Anh, tại sao con tạt nồng nọc vô người mẹ? Nói mau! Gia Bảo, ba có dạy con nghịch ngợm gì không? Hả? Nhưng nồng nọc dính vô người cô thì con sẽ có em bé. Gì vậy? Con nói gì con không hiểu. Con muốn mẹ có em bé. Con muốn mẹ có em bé. Mẹ, mẹ có em bé với ba Lộc đi mà mẹ. Nha mẹ. Trâm Anh, đừng có đòi hỏi vô lý như vậy. Con muốn nhưng mẹ không có muốn. Nếu như mà mẹ có em bé thì ba mẹ sẽ không ly dị nữa. Ba sẽ thương mẹ nhiều hơn. Không là không.